bản chất là trong cuộc sống này bạn muốn nhận được hạnh phúc là bạn phải cho đi thì bạn mới nhận lại. Ở cuộc đời này không có cái gì ngẫu nhiên nó rơi vào đầu ta cả. Bản chất là để có ngày mưa thì phải có rất nhiều ngày nắng, để hơi nước nó bốc lên nó thành đám mây thì mới có ngày mưa. Bạn giúp được ai cái gì bằng lời nói ái ngữ, bằng suy nghĩ tích cực, bằng hành động nhân văn và quan tâm đến hạnh phúc của người khác thì bạn cho đi, thì bạn tin tôi đi, thì một ngày đẹp trời thì bạn sẽ có tiền thôi. Xuân Hùng có đặt câu hỏi là cuộc sống là vòng xoáy kim tiền, dần dần xa lánh tình thân, giờ tiền không và tình cảm cũng đi xuống, cuộc sống vất vả quá thầy ơi. Làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này thầy? Thì thưa anh Hùng rằng là ngay câu hỏi của anh thì nó đã phản ánh là cái tư duy của anh nó bị sai rồi. Tức là khi chính trong cái tư duy bạn hỏi câu hỏi là cuộc sống là vòng xoáy kim tiền, thì cuộc sống đấy là cuộc sống của bạn chứ không phải cuộc sống của người thành công. Người thành công họ không bị xoáy trong cái vòng xoáy kim tiền. Và người thành công họ vẫn dành thời gian để họ yêu mến khách hàng, yêu mến gia đình, chứ không phải là họ xa lánh gia đình và tình thân. Thì bạn phải hiểu là bản chất là trong cuộc sống này bạn muốn nhận được hạnh phúc là bạn phải cho đi thì bạn mới nhận lại. Ở cuộc đời này không có cái gì ngẫu nhiên nó rơi vào đầu ta cả. Bản chất là để có ngày mưa thì phải có rất nhiều ngày nắng, để hơi nước nó bốc lên nó thành đám mây thì mới có ngày mưa. Nhưng nếu không có ngày mưa thì cái nắng kia cũng chả giải quyết được cái gì, mà chỉ làm thiêu cháy cái xã hội này thôi. Vậy thì bản chất là bạn muốn nhận được mưa thì bạn phải cho đi hơi nước trước thì bắt đầu bạn mới nhận được mưa mà. Đúng không ạ? Vậy thì nó mới quay trở lại là câu chuyện là bạn cho rằng bạn xoay quanh cuộc sống kim tiền, tức là bạn đang tập trung vào bạn nhận. Bây giờ bạn hãy thay đổi góc nhìn đi. Bạn hãy tập trung vào gì ạ? Xoay quanh cái việc mà giúp đỡ khách hàng, hỗ trợ khách hàng. Bạn giúp được ai cái gì bằng lời nói ái ngữ, bằng suy nghĩ tích cực, bằng hành động nhân văn và quan tâm đến hạnh phúc của người khác thì bạn cho đi, thì bạn tin tôi đi, thì một ngày đẹp trời thì bạn sẽ có tiền thôi. Và bạn cũng thấy là tôi cũng đang làm cái việc mà tôi đang cho đi thế này này, có phải tôi cũng thừa sức đâu mà tôi cứ ngồi tôi nói chuyện với mọi người miễn phí thế này. Nhưng mà nếu tôi không có cho đi như thế này thì cái giá trị của tôi nó không được lan tỏa và không làm cho mọi người hạnh phúc. Và nếu mà tôi may mắn tôi cho được mọi người cái giá trị mà giúp mọi người hạnh phúc thì nói vậy thôi, chứ vào một ngày đẹp trời tôi có đi ăn xin thì mọi người cũng cho tôi cái thức ăn nó cũng ngon hơn là người ăn mày bình thường mà. Có đúng không anh? Vậy thì đâu có phải là mình cứ nghĩ đến tiền là tiền nó về. Hãy nghĩ đến gieo thì có, sẽ đương nhiên thì chúng ta sẽ có quả. Nhưng nếu nghĩ đến hái quả thì vào một ngày đẹp trời chúng ta sẽ đau khổ vì quả, vì còn quả đâu mà. Nhưng nếu bạn cứ nghĩ đến gieo thì không cần có nghĩ đến quả, thì quả nó vẫn có thôi mà. Chúng ta cũng có quả để ăn thôi. Vậy thì thay vì cái câu hỏi là cuộc sống kim tiền, xoay quanh kim tiền rồi xa lánh người thân, thì bạn hãy đổi lại suy nghĩ cho tôi. Cuộc sống là phải cho đi. Nếu có cơ hội cho đi được cái gì, cố gắng cho đi. Trừ cho giải con lung tung thì cái việc đấy là không được thôi. Chứ còn cái gì mình cho được là mình cứ cho đi. Thế thì tự khắc vào một ngày đẹp trời bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn thay đổi. Có thể tôi nói như vậy bạn sẽ cho rằng là tôi là một thằng điên rồi. Và tôi cũng chia sẻ với bạn luôn, tôi chính là bạn cách đây 20 năm. Tôi chính là bạn cách đây 20 năm.
Vì bố mẹ tôi làm kinh doanh tiền, cho nên cái gì đối với ông bà cũng đều là lợi nhuận trước mắt, cái gì đối với ông bà cũng phải vặt người ta trước mắt, chứ không cho đi cái gì cả. Tức là nếu mà thò ra cái gì thì muốn nhận lại ngay đấy, chứ không thể chờ đợi được. Thứ hai là vặt trước xong mới cho sau. Thì đấy là cái suy nghĩ đấy. Và tôi phát hiện ra rằng là khi mà tôi đi ra đời thì tôi gặp rất nhiều người giỏi và giàu có. Thì tôi phát hiện nó suy nghĩ họ khác mình. Họ ngồi họ lo nghĩ cho những người xung quanh nhiều hơn là nghĩ đến tiền bạc. Nhưng tại sao họ giàu vậy? Còn mình suốt ngày mình nghĩ tiền bạc mà tại sao mình lại không có tiền? Và chính cái điều đấy thì tôi bắt đầu tôi mới so sánh tôi với người Hà Nội. Và tôi đã rất nhiều lần tôi tâm sự, mặc dù ở nhà quê nên Hà Nội có khi mấy chục năm rồi, nhưng ở đâu đó cái khoảng cách, cái tầm của mình với người Hà Nội nó xa lắm. Cái phong thái ấy, vì người Hà Nội họ nhẹ nhàng lắm, họ cho đi. Tất nhiên Hà Nội gốc nhá, một số anh thì chấp pháp mà là cứ bảo sống là Hà Nội có nghĩa là người Hà Nội. Những người Hà Nội gốc ấy, họ sống 4 năm đời ở Hà Nội, 4 năm đời trở lên, họ vẫn rất là khác, họ cho đi nhiều hơn, đến nghĩ đến nhận. Còn là vậy thì nó mới quay trở lại cái câu chuyện là bắt đầu từ ngày mai bạn không cần phải thắng thua, hơn thua nhau mấy đồng bạc nữa. Tức là không phải xoay vòng xung quanh cái cuộc sống kiếm tiền nữa. Chúng ta thì tập thử hy sinh xem. Hy sinh vài lần về mặt tiền bạc xem. Hy sinh vài lần về mặt sở thích xem. Tức là đôi khi họ thích cái đó mà mình không thích cái đó, mình hãy chiều lòng người ta xem. Đôi khi nhân viên của mình nó thích làm theo cách này mà mình rõ ràng mình không thích, mình có chiều lòng nhân viên một chút xem. Hãy tập cho đi, mình sẽ thấy cuộc sống của mình nó sẽ thoải mái hơn, và kết quả nó sẽ trả về tốt hơn rất là nhiều lần so bạn với việc là bạn giành giật. Và tôi cũng thưa luôn với bạn là trong con người mình nó gọi là hai phần, gọi là con người thì phần con chính là phần giành giật, phần người chính là phần cho đi. Và người nào mà càng cho đi nhiều thì phần người nó càng tăng lên, tức là họ được sống cuộc sống an lạc hơn, thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn anh nào mà càng sống bằng phần con nhiều, tức là giành giật nhiều, thì cuộc sống nó càng trở nên hoang dại và thiếu đi cái phần lý trí, cái phần cái trí tuệ của con người, nó thiếu đi cái phần con người, thiếu đi phần tình. Thì chia sẻ với anh chị như vậy. Vậy thì tôi muốn bạn là bắt đầu từ ngày mai, thay đổi đầu tiên của bạn là nếu trong một cuộc nói chuyện mà phải tranh luận đúng sai thì nếu như không ảnh hưởng gì đến cháy nhà chết người, lùi một bước. Nếu như trong những cái cuộc mà chiến cam go về tranh luận về tài chính, tiền bạc, nếu như mà phải làm được cái gì hỗ trợ người khác được thì hãy cứ hỗ trợ một lần đi, thử tập hy sinh đi. Vì hy sinh cũng là một thói quen phải tập, hy sinh cũng là một thói quen phải tập, chứ không phải ngẫu nhiên mà làm được đâu. Hay là cho đi cũng là một thói quen phải tập. Bạn có thấy một số người là mua quà để tặng người khác là một thói quen, còn có những người cả đời không mua quà tặng ai, nó cũng là thói quen. Và tập mua quà cho người khác cũng là phải một việc phải tập đấy nhé, chứ không phải ngẫu nhiên mà nó có đâu. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai bạn tập bằng cái cách là gì? Tập cho đi sự thua thiệt trong những lần giao tiếp, tập cho đi sự thua thiệt trong những lần về tiền bạc, tập cho đi những cái giá trị mà mình sẵn sàng có thể cho được, thì bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi ngay lập tức, ngay lập tức nhé. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thế này thôi. Tôi có một cậu bạn học với nhau hết năm lớp 8 thì cậu ấy lên Hà Nội. Thế thì năm lớp 8 bọn tôi chơi với nhau, ngồi cạnh nhau, thì tôi tính tôi thì cục tính, hai thằng chơi với nhau không hiểu tại sao tôi tán cậu ấy phát và hai thằng giận nhau. Đến năm tôi lên lớp 10 thì tôi đi học trọ, thì cậu ấy về nhà cậu gặp bố tôi, cậu ấy bảo là bác ơi cho cháu gặp Tuấn, cháu xin lỗi Tuấn, ngày xưa chúng cháu chơi với nhau cháu cư xử không phải cho nên chúng cháu giận nhau, bác cho cháu gửi lời xin lỗi Tuấn. Các anh chị có biết là khi tôi về bố tôi truyền đạt với tôi cái câu đấy,
thì tôi cảm giác tôi muốn đến tôi quỳ lạy cậu ấy luôn. Vì chính tôi sai mà cậu đã tha thứ, mà cậu ấy còn xin lỗi tôi. Và sau đấy tôi có thể làm được cái gì cho bạn, tôi sẵn lòng tôi làm. Và đó chính là cái giá trị cho đi. Cậu ấy cho đi cái sự đại lượng. Cậu ấy không chấp với tôi vì tôi đã đánh cậu cái năm lớp 8. Cậu không những không thủ hàn mà cậu còn cho đi cái sự đại lượng của cậu. Và cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được cái tình huống đó. Và đấy là sự lùi, đấy là sự cho đi. Chứ không phải cho đi là bạn cứ phải nghĩ là cho tiền bạc mới gọi là cho đi. Cho đi sự hơn thua trong một cuộc nói chuyện, cho đi sự hơn thua trong một phi vụ làm ăn, cho đi sự hơn thua một chút về tài sản. Nếu cho được cái gì, cố gắng mà cho, thì cuộc sống nó sẽ ngay lập tức nó trả về cho bạn sự thanh thản, vui vẻ. Và đặc biệt, bạn có khó khăn gì mọi người cũng túm hám vào giúp đỡ bạn. Và chúc bạn nhận được cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.